Nay thầy sẽ giới thiệu, thầy hướng dẫn em làm bài số 7 nha. Thì bài tập số 7 này là hàm về thời gian cơ bản. Thì chúng ta đầu tiên định dạng đó mình nhấp vào update đi cho nó rớt xuống nè, rồi canh giữa cho thầy. Rồi, tạo lại hàm thời gian ha. Nhấp vô đây nè. Chỗ update cho nó rớt xuống hàng vậy mình chọn middle align ở đây. Rồi. Như vậy cái hàm giây thì để lấy giây ở trong ngày, trong thời gian á, thì mình dùng hàm gì? Second bằng second vô. Rồi. Nhấp vô, mình sẽ lấy cái giây. Rồi, 48 này ha. Phút thì mình lấy hàm là minute. Rồi mình chèn vô cái tham số, nhấp vô OA3, đóng ngoặc lại, mình lấy phút. Giờ là mình lấy cái hàm là hour. Rồi. Rồi mình nhấp cho A3 ha. Enter. Rồi tạo lại ngày tháng năm thì mình dùng cái hàm gì? Time ha. Time mình chuyển vô là giờ phút giây. Tạo lại thời gian là dùng cái hàm time nè. Giờ nè. Tính minute nè, phút nè. Second là giây nè. Rồi, cái này đã định dạng theo AM và PM. Rồi muốn định dạng ngày thời gian á theo kiểu ở phía trên thì mình, hoặc là theo AM PM thì mình làm cũng tương tự. Mình vô number nè. Mình thấy cái chỗ là time out. Rồi mình chọn ví dụ như chọn bình thường. À, giờ phút giây nè. Hoặc là AM PM thì mình chọn trong đây, nếu không có mà chọn đâu các em. Cách gì? Custom mình định nghĩa vào cho thầy. À, đây. Nếu thích giờ phút giây thì mình có thể làm tương tự. À, giờ phút giây là mình muốn cho hai chữ thì sao? Hát hát được không? Hát hát M nhỏ nha, ít ít. Ok. Được chưa? Phần Marcel nè, các em chọn cái tôm nè. H là hour ha. M nhỏ là minute. S là second là giây. H khác 2 chấm, M M 2 chấm, S S. Còn M lớn là main ha, M nhỏ là minute. Rồi. Ok. Đó, đó là cách mình định dạng lại cái thời gian. Đây là sử dụng cái hàm, cái hàm thời gian cơ bản, mình lấy ra ngày, giờ, phút, giây và mình tạo lại cái thời gian. Các em thực hành vào trong bài tập.